nhằm hợp tác chia sẻ những công nghệ kinh nghiệm và các giải pháp ứng dụng về thành phố thông minh của Đài Loan thúc đẩy cơ hội kinh doanh trong lĩnh vực thành phố thông minh vừa qua thì Hội tiếng học Thành phố Hồ Chí Minh đã tiến hành ký kết với Hiệp hội Thương mại đối ngoại Đài Loan về xúc tiến giao lưu thành phố thông minh Việt Đài trong khuôn khổ chuỗi sự kiện triển lãm Taiwan Expo 2018 vừa được diễn ra hai bên đã thống nhất và ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác với những hoạt động thúc đẩy giao thương xúc tiến các hoạt động quảng bá sản phẩm thông qua các sự kiện triển lãm và hội trợ Cả hai bên sẽ cùng nhau chủ động trao đổi thông tin kinh tế, thị trường, thương mại và phổ biến cho các doanh nghiệp về thông tin hàng hóa, dịch vụ cũng như khả năng hợp tác của một trong hai bên hoặc cả hai bên. Đài Loan đã có thời gian gần 30 năm phát triển các giải pháp công nghệ cao cho thành phố thông minh. Hiện nay, nhiều thành phố của Đài Loan đã sử dụng nhiều giải pháp thông minh trong các lĩnh vực như y tế, giáo dục, đời sống từ những kinh nghiệm phát triển thành phố thông minh, chúng tôi hy vọng những giải pháp công nghệ cao sẽ được áp dụng rộng rãi nhiều nơi trên thế giới, trong đó có thành phố Hồ Chí Minh của Việt Nam. Ông James Hoang cũng cho biết thêm, trong tương lai, việc hợp tác song phương giữa hai bên có thể được tăng cường trong các lĩnh vực nông nghiệp, giáo dục, gia đình, bán lẻ và giao thông. Về phía Việt Nam, ông Lâm Nguyễn Hải Long, Chủ tịch Hội tinh học thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong những năm gần đây, các ngành công nghệ cao của Đài Loan thâm nhập mạnh mẽ ở nhiều nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Các sản phẩm công nghệ cao của Đài Loan đang có vị thế cao trên thị trường Việt Nam. Đây được xem là một yếu tố thuận lợi cho việc hợp tác của hai bên, chia sẻ về những giải pháp kỹ thuật cao ứng dụng cho thành phố thông minh tại Việt Nam. Trong thời gian tới, bên cạnh việc cùng nhau nghiên cứu thị trường về lĩnh vực đã ký kết, cả hai bên cũng sẽ tổ chức các buổi giao lưu và hội thảo để giới thiệu về các cơ hội đầu tư liên doanh và cơ hội hợp tác cho các doanh nghiệp tại thành phố hồ chí minh cũng như đài loan